biết đi sầu em mong, nhưng ngàn dân trông ngóng. Bến ấy ngày xưa, người đi vấn vương biệt ly. Từng có một đại tá Việt Nam Cộng hòa si mê âm nhạc như tính mạng. Phút cuối hấp hối trên giường bệnh, những bản nhạc ông viết được bật liên tục đưa ông đến miền cực lạc. Tướng chỉ huy chế độ cũ mê nhạc thì tôi biết nhiều lắm, nhưng trường hợp vừa nghiệp binh vừa có gia tài nhạc đáng nể như ông nhạc sĩ Anh Việt thì tôi cũng ngã mũ thán phục. Đối với Nguyễn Văn Đông hay Nguyễn Thành Trí, hai người họ tuy cũng là những tay đại tá kiêm nhạc sĩ, nhưng nhắc đến họ, không hiểu sao cái danh nhạc sĩ luôn khiến người khác không nhớ bằng, cũng không thuận miệng bằng chức danh trong quân đội. Tôi quen nghe người ta gọi họ là đại tá Tango hay đại tá Nguyễn Văn Đông. Còn đối với ông Anh Việt, tôi cảm thấy lúc gọi ông bằng cái chữ nhạc sĩ Anh Việt nó rất trơn tru và tự nhiên, như ông sinh ra đã dành cho cái nghề sáng tác này vậy. Ông Việt tên thật là Trần Văn Trọng, sinh năm 1927 tại Rạch Giá, Kiên Giang, xuất thân trong một gia đình công chức, song thân sành cổ nhạc và làm thơ. Anh Việt viết nhạc từ rất sớm, đầu những năm 1940, bởi vậy tôi mới nói niềm đam mê của ông dành cho âm nhạc là rất lớn. Khó khăn thì không bao giờ thiếu, nhưng chính trong sự khó khăn ấy, những nốt nhạc của ông vẫn lan tỏa đến người nghe sâu rộng mới kỳ lạ. Lúc bấy giờ truyền hình chưa có và hệ thống phát thanh còn thô sơ, nhưng nhạc của Anh Việt thông qua các đĩa 33 vòng, máy hát quay tay đã sớm trở thành trào lưu được nghe rất nhiều. Nói ông yêu nhạc không có nghĩa đời binh nghiệp của ông là cưỡi ngựa xem hoa. Trong chế độ Sài Gòn cũ, Anh Việt là một trong những nhạc sĩ có cấp bậc cao nhất. Bên cạnh ông còn có những người khác như ông đại tá Nguyễn Văn Đông và đại tá Tango Nguyễn Thành Trí. Nãy giờ tôi nói về niềm yêu âm nhạc khá nhiều, giờ thì hãy cùng nhớ lại một chút đời quân nhân của ông Việt trải qua thế nào. Năm 1945, ông tham gia kháng chiến chống Pháp. 5 năm sau, ông bỏ chiến khu Việt Minh rồi tham gia Quân đội Quốc gia Việt Nam năm 1951. Ngành mà ông theo học là ngành quân cụ. Thông thường khi xuất thân từ những ngành không nổi trội rất khó làm bàn đạp tiến thân trong chế độ Việt Nam Cộng hòa vốn rất nhiều người có gia thế khủng. Tuy nhiên trái với dự đoán, ông thăng từng bậc bằng chính sức mình và lên đến cấp bậc đại tá quân lực Việt Nam Cộng hòa. Đại tá Trọng trước khi nhập ngũ khóa 1 Thủ Đức đã cùng học trường công tránh với tướng Nguyễn Khắc Bình và đại tá Tô Đăng Mai. Vì theo học ngành quân cụ nên ông bắt đầu từ chức vụ trung úy quân cụ, tốt nghiệp tại Pháp và 10 năm sau đã lên đến chức vụ cục trưởng cục quân cụ, quân lực Việt Nam Cộng hòa với cấp bậc đại tá. Ông Việt đích xác là một ông tướng thích học, thích trau dồi. Ông tốt nghiệp các văn bằng dân sự và quân sự cao cấp từ cao học của Viện Đại học Đà Lạt đến cao đẳng quốc phòng quân lực Việt Nam Cộng hòa. Chưa kể khi còn trong quân đội, ông Trọng cũng đã tốt nghiệp bằng cấp nhảy dù và từng chỉ huy các đơn vị quân cụ yểm trợ trực tiếp tại chiến trường. Cho nên thực tế, ông không ra tiền tuyến dưới thân phận chỉ huy chiến đấu mà thuộc hàng tiếp viện. Cuộc đời của đại tá Việt, tôi có thể chia nó thành 3 giai đoạn, nhưng điều tôi chắc chắn là dù trong giai đoạn nào thì ông cũng gắn liền với những bản nhạc của mình. Những năm kháng chiến chống Pháp 1945 đến 1950, ông nổi tiếng với những tác phẩm Một chuyến đi, Bến cũ, Tự do, Tiếng sông Bạch Đằng, Ai xuôi biên thùy. Từ những năm 1951 đến 1975, ông có những tác phẩm nổi bật như Thơ ngây, Chiến ca, Dạ khúc, Đà Lạt mưa bay. Giai đoạn sau 1975, ông sáng tác những tác phẩm như Ngày tôi xa Sài Gòn, Giọt buồn, Tôi sẽ về quê hương. Khi tham gia quân đội, ông lặn lội đến rất nhiều nơi, tham gia rất nhiều trận đánh, nông thôn cũng có mà thành thị cũng có, tạm gác qua những vấn đề về chính trị nhức nhối. Xét riêng về mặt nghệ thuật thì quả thật các bài nhạc của ông đại tá này đã trải dài từ thời chống Pháp đến chiến tranh sau này. Những bản nhạc của ông không chỉ ở nông thôn mà đến thành thị người ta cũng đón nhận nhiều không kém, có thời kỳ đi đến nơi nào cũng nghe được những bài hát do ông viết. Ông Việt được cho là khách quen đã đóng góp rất nhiều bản nhạc cho Đài Phát Thanh Pháp Á, Đài Phát Thanh Quân đội, Đài Phát Thanh và Đài Truyền hình Sài Gòn. Dưới sự đóng góp đó, ông nghiễm nhiên từng có thời kỳ là Chủ tịch Hội Văn Nghệ Sĩ Quân đội. Khác với những nhạc sĩ chỉ chuyên viết một dòng nhạc, ông bằng viết nhạc chiến cũng có mà nhạc về tình cảm cũng có nốt. Ngày 30 tháng 4 kết thúc, ông sang California tị nạn, được nhà thờ Saratoga Federate bảo lãnh. Sau này ông mở chợ Mekong cung cấp cho đồng hương các loại thực phẩm mang hương vị quê nhà. Đây là cửa hàng tạp hóa và hàng ăn đầu tiên của người Việt tại địa phương. Do tính tình lãng mạn mà ông Việt kết hôn cùng một nữ thi sĩ tên Tố Oanh. Ông lập gia đình với bà Oanh tại Huế và có được 9 người con. Tất cả đều đã trưởng thành và cư ngụ tại miền Bắc California. Câu chuyện cảm động nhất về ông và người tri kỷ suốt đời người mà tôi nghe được khiến rất nhiều người thổn thức. Ông đại tá Việt lúc trên giường bệnh, ngày nào tinh thần cũng không tỉnh táo. Chính phu nhân của ông, cũng là bà thi sĩ Tố Oanh đã cho phát liên tục những bản nhạc của chồng để trên đầu giường bệnh và túc trực với chồng những giây phút cuối đời. Bà Oanh đọc kinh rồi đọc các bài thơ, bài nhạc của ông trong suốt thời gian dài nằm điều trị. Từ lúc quen biết rồi ra đi, bà vẫn như một tri kỷ âm thầm và lặng lẽ làm chỗ dựa tinh thần cho chồng mình. Tuy ông yếu sức nhưng ai cũng biết ông đang tận hưởng những ca từ, mượn nó đưa hồn ông quay lại những kỷ niệm xưa, những ký ức xưa tại quê hương. Nghe được một nửa, ý thức ông tan rã và linh hồn nhanh chóng về với đất mẹ. Ngày 14 tháng 3 2008 tại California, Đại tá Trần Văn Trọng trút hơi thở cuối cùng vào năm 81 tuổi. Tất nhiên, nếu nói đời lính của ông không quá nổi trội thì tôi không phản bác, nhưng nó không hẳn là mờ nhạt. Ở cuộc sống nghệ thuật, nhiều anh em yêu quý ông thế nào thì ở quân đội cũng có rất nhiều người nhớ đến Đại tá Anh Việt. Trong giờ tưởng niệm vào chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 3 năm 2008, ca sĩ Thu Hà, tức bác sĩ Nguyệt đã hát bài Bến Cũ bằng giọng hát có phần nghẹn ngào, hoài niệm để tiễn đưa lần cuối nhạc sĩ Anh Việt tại nghĩa trang Oak Hill, thành phố San Jose. Đại diện những người chiến hữu quen biết xưa có Đại tướng Nguyễn Khánh đã lưu vong từ sớm trước giải phóng, Trung tướng Hoàng Xuân Lãm và các vị tướng lãnh tại San Jose như Bùi Đình Đạm và Nguyễn Khắc Bình. Phái đoàn quân cụ tại hai miền Nam Bắc Cali cũng về dự đông đủ do Đại tá Nguyễn Hồng Đại hướng dẫn. Trước khi tiễn đưa chiến hữu lần cuối, rất nhiều quân nhân các cấp lên tiếng chia buồn cũng tang quyến và nhắc lại các kỷ niệm từ 30 đến 50 năm về trước. Tôi thực sự cảm nhận được rằng ông Việt lúc còn tại ngũ rất được lòng đồng đội. Ngay cả những người học cùng ông ở khóa 1 tại Nam Định như Đại tá Nguyễn Hàn Tý và nhiều người sĩ quan từ hồi năm 1951 hay Trung tướng Đồng Văn Quyên, vừa là cấp chỉ huy vừa là bạn đồng khóa của Đại tá Việt cũng tham dự. Tưởng chừng những mối quan hệ kia đã xa lắc xa lờ nhưng đều hội ngộ đủ để chia buồn với gia đình ông. Đó chỉ là những người trong quân đội. Những anh em nghệ sĩ khác cũng rất đông như thi sĩ Diên Nghị, văn sĩ Diệu Tần, thi sĩ Quốc Nam của cơ sở văn hóa Đông Phương, nhà thơ Viên Linh của Nguyệt San và rất nhiều văn nghệ sĩ góp mặt với các bài văn và bài ca gửi tới nhạc sĩ Anh Việt. Trong buổi đưa tiễn đó, tổng cộng cũng phải có 200 người tham dự. Đối với chức vụ một đại tá, quả thực những người khác khó có thể so với ông về danh vọng. Sau cùng, 9 người con của ông lần lượt lên cảm ơn và chia sẻ cảm nghĩ. Phu nhân ông Trí, bà Tố Oanh chính là người lên cảm ơn cuối cùng. Bà chọn cách để buổi đưa tiễn diễn ra nhẹ nhàng để chồng mình khoan thai mà ra đi. Mỗi khi thân hữu lên nói xong lại có những tiếng cười và tiếng vỗ tay thường hiếm thấy trong không khí ma chay. 4 cậu học sinh của ông thời kỳ 76, 77 khi vừa qua Mỹ lúc đó còn rất phá phách nghịch ngợm. Đối lập với hình ảnh chững chạc đưa tiễn thầy mình ra đi khiến người ta không khỏi thở dài cho một thế hệ đã qua. Giải phóng khép lại chiến tranh, sự ra đi thì khép lại những khúc mắc ân oán. Hy vọng đời sau của người nhạc sĩ này sẽ sống đúng với đam mê, cống hiến thêm thật nhiều tác phẩm cho đời và có được một cuộc sống trọn vẹn trên đất mẹ chứ không phải trải qua sự đau buồn của chiến tranh thêm lần nào nữa. Thi thể ông được gia đình đưa vào lò hỏa thiêu, tất cả từ lúc phát tang và thi hài thành cho bụi diễn ra chỉ vỏn vẹn 3 ngày để kết thúc một cuộc đời. Gia chủ mời quan khách xa gần dùng bữa ăn trưa cùng với các tăng ni tới đưa tiễn trước khi chia tay tại nhà hàng trên đường Story, kết thúc tròn nghĩa hai bên. Rồi nhung phái đoàn vừa tới viếng tao hôm nay cũng ra về dưới bóng hoàng hôn. Người người kéo đến rồi người người ra về, cũng giống như cuộc đời từng huy hoàng rồi cũng tới ngày vụt tắt của ông Việt. Một vị cao niên ghé tai bạn nói nhỏ, tha hương ngộ cố chi, mấy năm trước toàn gặp nhau trong đám cưới, ngày nay còn cái yên bề ra thất, gặp lại nhau toàn thấy trong đám ma. Ông bạn gật gù đồng ý, chứ sao, kẻ trước người sau, đó là mệnh trời. Đúng vậy, tôi cảm thấy trong cõi xa xăm này, tất cả số mệnh của chúng ta đã được một bàn tay vô hình sắp đặt, ai rồi cũng có con đường bản thân phải mở ra rồi kết thúc. Mà sự kết thúc của nhạc sĩ Anh Việt hay Đại tá Trọng đã là một con đường tốt hơn rất nhiều người đồng trang lứa. Ông ra đi nhưng tôi tin chắc những bài hát và giai điệu ông để lại sẽ không thể nào phai nhạt trong lòng mọi người. Nếu cũng yêu thích người nghệ sĩ, người đại tá này, quý vị khán giả hãy để lại một like, share và bình luận để thảo luận cùng nhau nhé. Đừng quên đăng ký kênh để đón xem thêm nhiều video mới hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại.